ngành công nghiệp đất bên bờ vực vì khủng hoảng năng lượng. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài, nhiều công ty đất phải đối mặt với lựa chọn khó khăn là đóng cửa hoặc chuyển địa điểm khác. Tập đoàn hóa chất khổng lồ BASF của Đức thông báo vào cuối tháng 10 rằng họ sẽ giảm hoạt động ở châu Âu để đối phó với chi phí năng lượng tăng cao. Liệu đây có phải là sự khởi đầu của một cuộc khủng hoảng đối với ngành công nghiệp ở nước Đức hay không? Rõ ràng là một viễn cảnh đen tối hơn đang hiện hữu ở phía trước vì giá năng lượng cao và nguồn dự trữ khí đốt giảm dần có thể gây ra làn sóng ngừng hoạt động của các công ty tầm trung không thể vượt qua cơn bão. Trong khi các công ty lớn hơn có tiềm lực tài chính tốt hơn, muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh an toàn hơn ở các quốc gia khác. Nếu không có sự cứu trợ, cơn ác mộng vào năm 2023 và sau đó có thể xuất hiện trong ngành công nghiệp nặng của Đức. Ngành không chỉ tạo nền tảng cho nền kinh tế dẫn đầu về xuất khẩu, mà còn có mối liên hệ chặt chẽ với hàng nghìn nhà cung cấp ở các nước láng giềng EU như Cộng hòa Séc, Slovakia. Đối với những nước này và phần còn lại của nền kinh tế EU, hậu quả của quá trình phi công nghiệp hóa trong nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể là thảm khốc. Nhà kinh tế Stefan Schneider của ngân hàng Deutsche Bank cho biết, khi chúng ta nhìn lại cuộc khủng hoảng năng lượng hiện tại trong 10 năm tới, chúng ta có thể coi thời điểm này là giai đoạn khởi đầu cho quá trình phi công nghiệp hóa ngày càng tăng ở Đức. Sau khi BASF, một trụ cột của ngành công nghiệp Đức được thành lập cách đây gần 160 năm, thông báo cắt giảm hoạt động của mình ở châu Âu do chi phí năng lượng tăng cao, những công ty khác dự kiến sẽ làm điều tương tự. Nhà kinh tế trưởng Robin Brook của Viện Tài chính Quốc tế cho biết, có một dự báo cơ bản rằng nhiều hoạt động sản xuất tiêu thụ năng lượng cao, đặc biệt là trong hóa chất và dược phẩm, sẽ chuyển sang các địa điểm khác. Trong khi BASF là một nhà tiêu thụ năng lượng khổng lồ, các công ty dược phẩm và nhà sản xuất cũng là nhà tiêu dùng năng lượng lớn và họ có thể tìm đến những nơi khác có giá năng lượng rẻ hơn. Trên thực tế, khoảng 9% công ty trong Midtjylland, khu công nghiệp vừa và nhỏ nổi tiếng của nước Đức, đang xem xét nghiêm túc việc chuyển hoạt động sản xuất ra nước ngoài, tăng so với 6% vài tháng trước. Ngược lại, những công ty hay cửa hàng thiếu khả năng tài chính để di dời có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng cửa. Trong đó, có các chủ doanh nghiệp như Burkhardt, một chủ tiệm bán thịt qua năm thế hệ sử dụng 100 nhân viên ở Spremberg, miền đông của nước Đức. Theo các hợp đồng khí đốt mới có hiệu lực vào năm tới, ông Kadas cho biết cửa hàng của ông sẽ phải trả gấp 8 lần hóa đơn hiện tại, trong khi giá nguyên liệu thô mà ông cần để vận hành công việc kinh doanh của mình đã tăng vọt. Ông Kadas chia sẻ, chúng tôi không biết có thể tồn tại trong bao lâu nữa khi mọi thứ thay đổi. Con đường chông gai phía trước. Hiện tại, nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn đang trụ vững. Tổng sản phẩm quốc nội tăng 0,3% trong quý 3 năm nay và ngân hàng đầu tư đa quốc gia của Mỹ Goldman Sachs vốn tỏ ra lạc quan hơn về Đức so với các tổ chức tài chính khác. Dự đoán mức giảm 1,1% GDP của nước này vào năm 2023, một con số đau đớn nhưng không phải là thảm khốc. Jerry Stern, chuyên gia kinh tế của Goldman Sachs cho biết, chúng tôi dự báo một cuộc suy thoái nhưng ở mức vừa phải so với những gì đã thấy trong cuộc khủng hoảng tài chính trước đây và đại dịch COVID-19. Những người lạc quan chỉ ra thực tế rằng Đức đã tích trữ lượng khí đốt đáng kể. Thêm vào đó, chính phủ Đức đã quyết định chi 200 tỷ euro để giảm bớt tác động từ giá năng lượng tăng cao. Chuyên gia Stern nói thêm, rủi ro về khủng hoảng năng lượng đã giảm đi phần nào so với những gì mà chúng ta thấy vài tuần trước. Tuy nhiên, nền kinh tế Đức phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga so với hầu hết các nước láng giềng và không có lựa chọn thay thế dễ dàng nào để tiếp cận, vì đảng xanh trong chính phủ Đức quyết tâm phản đối bất kỳ sự gia hạn năng lượng hạt nhân nào sau thời hạn hiện tại là năm 2023. Trong khi đó, có rất ít hy vọng rằng giá xăng sẽ sớm giảm trở lại mức trước đại dịch COVID-19 bất cứ lúc nào. Hầu hết các nhà đầu tư cho rằng giá khí đốt tự nhiên chỉ giảm xuống dưới 100 euro trên 1 MW một giờ vào năm 2025, vẫn cao hơn 5 lần so với trước đại dịch. Giá cả duy trì ở mức cao càng lâu thì mọi thứ càng khó khăn hơn đối với các nhà sản xuất Đức và các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng khác. Đó là lý do tại sao Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và các tổ chức đang cảnh báo rằng mối nguy hiểm thực sự đối với Đức không phải là mùa đông này mà là giai đoạn tiếp theo. Mùa đông này sẽ khó khăn, nhưng mùa đông năm 2023 có thể còn tồi tệ hơn.
Phó Tổng Giám đốc điều hành thứ nhất ở IMF Gita Gopinath cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Chuyên gia Stern đồng tình, khi mùa đông này qua đi, các kho dự trữ sẽ ở mức khá thấp và Đức sẽ gặp khó khăn hơn nhiều trong năm tới so với năm nay để nạp đầy các bể chứa mà không có dòng khí đốt đáng kể của Nga. Đặc biệt là nếu nhu cầu từ Trung Quốc tăng trở lại, mua nhiều khí lỏng hơn từ thị trường toàn cầu. Nhà kinh tế học Dust Schumacher của Natixis nhận định, không chỉ là chi phí năng lượng đang tăng cao, mà việc phi toàn cầu hóa và tách rời khỏi Trung Quốc có thể vẫn là một cơn gió ngược trong nhiều năm tới. Nền kinh tế Đức có thể sẽ trải qua nhiều năm hoạt động kém hiệu quả so với nhiều quốc gia cùng ngành ở châu Âu, vì nó phải tự tái tạo lại chính mình. Điều gì cản đường Trung Quốc nới lỏng chính sách Zero Covid và lĩnh vực bất động sản? Trung Quốc đang phát tín hiệu sẵn sàng để mở cửa trở lại nền kinh tế. Thị trường cũng phản ứng một cách nhiệt tình, nhưng thực tế có thể rất khác. Ngay sau đại hội đảng lần thứ 20, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thực hiện một bước ngoặt đáng chú ý khi điều chỉnh lại cả hai chính sách đang kìm hãm đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc. Thông qua hai gói giải pháp mới, Bắc Kinh sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát Covid hà khắc và làm dịu cuộc trấn áp đối với các nhà phát triển bất động sản nặng nợ. Giới chức địa phương sẽ buộc phải tuân theo những quy định mới này. Sự thay đổi thái độ của Bắc Kinh đối với chính sách Zero Covid là rất ấn tượng. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hiện nhấn mạnh về một chiến lược chống dịch khoa học và có mục tiêu hơn, tờ Bloomberg cho hay. Tại cuộc họp báo cuối tuần trước, các quan chức khẳng định việc truy vết các ca tiếp xúc gần với ca bệnh và phân loại các thành phố thành các khu vực có nguy cơ trung bình không còn cần thiết nữa. Theo một người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nếu áp dụng các biện pháp trên, nhân viên y tế chỉ phát hiện khoảng 3 ca dương tính trong số 100.000 người. Kể từ đầu tháng 11, các khu vực chiếm hơn một nửa GDP của Trung Quốc bị coi là có rủi ro cao hoặc trung bình. Quyền tự do cá nhân của người dân và hoạt động kinh doanh tại các địa phương này đều bị hạn chế nghiêm trọng. Cú đảo chiều của Bắc Kinh đối với thị trường bất động sản cũng gây ngạc nhiên không kém, tờ Bloomberg nhận xét. Bản kế hoạch 16 điểm mà các nhà quản lý tài chính và các ngân hàng quốc doanh phải quan tâm trong thời gian tới sẽ đảo ngược hầu hết các biện pháp thắt chặt mà Bắc Kinh áp dụng trong hơn 2 năm qua. Theo Bloomberg, câu hỏi quan trọng bây giờ là liệu các quan chức địa phương, chẳng hạn như cán bộ cho vay tại các ngân hàng khu vực, có tuân theo chỉ thị của chính quyền trung ương hay không? Dù đã điều chỉnh đáng kể, thông điệp chính thức của Bắc Kinh vẫn là Trung Quốc sẽ không dao động khỏi chính sách Zero Covid. Các cán bộ địa phương có thể lo lắng rằng việc nới lỏng sẽ làm tăng số ca nhiễm và họ có thể bị giáng chức vì quản lý lỏng lẻo. Tương tự, các nhân viên ngân hàng có thể chịu rủi ro nghề nghiệp nếu các khoản cho vay không bao giờ thu hồi được, dù họ đã được yêu cầu không phân biệt đối xử đối với những nhà phát triển bất động sản tư nhân. Bloomberg lấy chính sách của Trung Quốc đối với các khách hàng từ nước ngoài đến nước này như một ví dụ. Mới đây, chính phủ bãi bỏ quy định ngắt mạch đối với các chuyến bay quốc tế. Trước đó, nếu các chuyến bay đến Trung Quốc có 5 hành khách, chuyến bay đó sẽ phải tạm dừng vận hành trong một tuần. Nếu 8% hành khách dương tính, chuyến bay phải tạm dừng trong 2 tuần. Đồng thời, chính phủ còn giảm yêu cầu xét nghiệm PCR trước chuyến bay từ 2 xuống 1 và giảm thời gian cách ly tại khách sạn xuống 5 ngày và tại nhà xuống 3 ngày. Các động thái trên được thực hiện là nhằm xóa tan ấn tượng rằng Trung Quốc đang khép mình với thế giới, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là cách thức thực hiện, tờ Bloomberg nhấn mạnh. Cách đây không lâu, vào cuối tháng 6, Bắc Kinh đã có một cử chỉ hào phóng hơn nhiều. Khi đó, chính phủ đã giảm số ngày cách ly tại khách sạn từ 14 hoặc thậm chí là 21 ngày xuống còn 7 ngày. Trải nghiệm thực tế của du khách có vẻ không tốt. Đến tuần trước, nhiều người vẫn phải cách ly bắt buộc 7+3 tại khách sạn, dù trên lý thuyết chỉ cần cách ly 7 ngày tại khách sạn và thêm 3 ngày tại nhà. Giới chức địa phương dường như không muốn khách quốc tế cách ly tại nhà, sợ rằng họ có thể khiến dịch bệnh bùng phát, Bloomberg cho hay. Hiện tại, tham quyến chỉ cho phép tối đa 1.000 du khách từ Hồng Kông đi vào địa phận tỉnh này mỗi ngày. Các cá nhân muốn tới tham quyến phải đăng ký và sau đó được chỉ định bằng lá phiếu, thay vì ai đến sớm hơn thì được đi trước. Trong khi đó, quy định của Hồng Kông buộc những người muốn bay sang đại lục phải xét nghiệm 2 lần trước khi khởi hành. Kết quả là một số người phải cắm trại qua đêm ở sân bay để làm xét nghiệm PCR vào tờ mờ sáng trước khi bắt chuyến bay vào buổi sáng. Nếu vậy, liệu chính quyền các địa phương có nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh dựa theo 20 quy định mới mà Bắc Kinh vừa ban hành hay không?
chừng nào nhìn thấy kết quả thì công chúng mới có thể thực sự tin tưởng. Hiện giờ, thị trường có thể thấy lạc quan và tin rằng các quan chức địa phương sẽ thực hiện theo mong muốn của ông Tập và loại bỏ những điểm nghẽn của nền kinh tế. Tuy nhiên, trừ khi trải nghiệm đi lại của người dân được cải thiện, các cán bộ địa phương không còn triển khai phong tỏa nhanh chóng và các nhà phát triển bất động sản được gia hạn nợ, tâm lý lạc quan đó sẽ biến mất nhanh như khi chúng đến, Bloomberg nhận định.